10 nhân vật ma quái đáng sợ nhất. Chúng lẩn khuất, ám ảnh, làm chúng ta kinh hãi. Những nhân vật kinh dị nhất dưới đây chắc chắn sẽ không thình lình xuất hiện trước mắt bạn. Chúng đã bị chôn vùi trong những thị trấn thời trung cổ, khi mà các câu chuyện dân gian kỳ bí ngự trị trong đầu mỗi người. Sau đây là lịch sử và khoa học về những ngôi sao kinh dị của ngày 31 tháng 10, ngày lễ hội Halloween hàng năm. Thứ nhất là yêu tinh, nổi tiếng từ các câu chuyện cổ tích, những con yêu tinh nhỏ chắc đầy lông lá, có tính danh ma nhiều hơn là độc ác. Truyền thuyết kể về những con yêu tinh trốn trong các khu rừng, bày ra các trò chơi xăm và đôi khi tráo đổi em bé mới sinh. Không giống như các sinh vật khác vốn liên quan đến tôn giáo, yêu tinh chưa vượt qua được ngưỡng của sự tưởng tượng, gây nên những cơn hoảng loạn thực sự ở các thị trấn thời trung cổ. 2. Quỷ. Quỷ, như người ta vẫn thường gọi linh hồn của quỷ, nó đại diện cho bất cứ kỳ thứ nào từ tà ma đến một thiên thần bị suy đồi tới đệ tử của Satan. Quỷ có nguồn gốc từ thời cổ đại và xuất hiện trong các câu chuyện dân gian và văn học khắp thế giới. Ma, tượng đầu thú. Nó cũng là một trong những điều không thể giải thích được của kiến trúc cổ đại. Nhưng tượng đầu thú, những con quái vật bằng đá nhô ra từ các mỏm của các giáo đường lớn, thực ra có chức năng của nó. Chúng được gắn vào các công trình đá Gothic vào đầu thế kỷ 18 để dẫn nước mưa chảy từ trên nóc nhà thờ. Miệng của chúng như cái máng xả nước. Xét về mặt tâm linh, tượng đầu thú cũng là để bảo vệ giáo đoàn trước các thế lực ma quỷ rình rập bên ngoài. 4. Thầy ma là vua của phim kinh dị. Thầy ma là những con người đã bị tước mất linh hồn hay người chết được sống lại nhờ một phép ma thuật nào đó. Truyền thuyết thầy ma bắt nguồn từ tôn giáo ma thuật ở Haiti, nơi mà người ta tin rằng con người cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê giống như xác chết di động mà chúng ta thấy trong phim. 5. Ma sói là những con người bình thường cho đến khi ngày trăng tròn tới, họ bị nguyền rủa biến thành những con sói man dợ. Hình tượng xuất hiện trong mọi nền văn hóa bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại, giống như phù thủy. Họ bị săn đuổi vào thời Trung Cổ và bị buộc tội cho những vụ giết người không thể giải thích. Những câu chuyện truyền miệng cũng nói đến một chứng rối loạn hormone khiến lông mọc rậm rạp trên cơ thể, gọi là căn bệnh người sói. 6. Ma chơi. Những quả bí ngô ma quái này có thể là biểu tượng nổi bật của lễ hội Halloween. Tục lệ khắc và thắp đèn trong những quả bí là một phong tục thời Celtic được các cư dân Iceland mang tới Mỹ. Ở Iceland, người ta dùng củ cải thay vì bí ngô. Những khuôn mặt đáng sợ tỏa sáng hiện ra từ những quả bí ngô là để xua đuổi tà ma lang thang trên các con đường vào đêm 31 tháng 10, đêm các thánh. 7. Rơi. Chúng mù, treo lơ lửng trong các hang động và tạo nên những cuộc tấn công ồ ạt. Nhưng tại sao rơi lại liên quan đến Halloween? Những con thú có cánh này nên cảm ơn ma cà rồng vì điều đó. Giống như quỷ Dracula, một bộ phận nhỏ rơi chuyên sống nhờ vào máu động vật, dùng răng sắc nhọn để cắn nạn nhân khi đang ngủ. 8. Phù thủy. Hãy quên đi những chiếc mũi đen nhọn hoắt hay cái mũi khoằm. Những hình ảnh đó chỉ xuất hiện gần đây so với lịch sử bi thương có từ rất lâu về phù thủy trên khắp hành tinh. Trong quá khứ, phù thủy được coi là người sở hữu những phép thuật liên quan tới thế giới tự nhiên. Giống như kẻ ngoại đạo khác, họ bị truy lùng bởi nhà thờ cơ đốc. Cuộc săn lùng lên tới đỉnh điểm vào thời trung cổ ở châu Âu và thế kỷ 17 ở châu Mỹ. 9. Bóng ma. Bạn có thể chặt thùng hai lỗ từ tấm ga trải giường để nhìn, và bạn đã có trang phục đơn giản nhất trong ngày Halloween.
nhưng để trở thành một con ma thực thụ thì phức tạp hơn. Trước hết bạn phải chết để có thể chết một cách đau đớn, rồi để cho linh hồn của bạn lang thang khắp trái đất hù dọa người thân và ám ảnh các ngôi nhà. Từ một góc độ khoa học nào đó, các nhà cận tâm lý cho biết rằng một phần năng lượng của con người không bao giờ bị phá hủy. Xã hội dường như cũng đồng ý. Một cuộc khảo sát cho thấy 50% tin rằng thực sự có ma. Họ muốn 10 là ma cà rồng. Chúng muốn hút máu bạn. Ma cà rồng xuất hiện trong nền văn hóa dân gian từ hàng nghìn năm trước. Còn hình ảnh về những chiếc răng nanh phổ biến từ thế kỷ 18-19 tại Tây Âu. Người ta tin rằng một ai đó khi sinh ra bị dị dạng hoặc chết một cách bất thường, sau khi chôn sẽ sống dậy để khủng bố người sống. Ma cà rồng được coi là những người chưa chết hẳn và cần phải hút máu người để duy trì sự sống. Hết.